Mới đây, một đại lý tư nhân đã bắt đầu cho nhận cọc Toyota Supra thế hệ thứ 5. Theo tiết lộ, giá bán dự kiến của mẫu xe thể thao này rơi vào khoảng 6 tỷ đồng cho phiên bản tiêu chuẩn. Đại lý cho biết những chiếc Toyota Supra thế hệ mới sẽ được vận chuyển về nước trong một tháng kể từ ngày đặt cọc. Do được Toyota hợp tác và phát triển cùng BMW, Supra thế hệ mới sử dụng chung khung gầm với BMW Z4. Tại Việt Nam, người anh em BMW Z4 hiện được niêm yết chính hãng với giá từ 3,3 tỷ đồng. Toyota Supra thế hệ thứ 5 được trang bị khối động cơ i6, dung tích 3.0 lít do BMW phát triển, với công suất đạt mức 335 mã lực, thấp hơn tới 47 mã lực so với bản gốc Z4 M40i. Moment xoắn tối đa của Supra nhỉnh hơn một chút ở mức 494 Nm, chỉ kém Z4 vỏn vẹn 6 Nm. Sức mạnh trên kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp giúp Supra tăng tốc 100 km/h trong 4,1 giây, trước khi đạt vận tốc cực đại 250 km/h. Bên cạnh đó, Toyota Supra 2021 còn có thêm một lựa chọn động cơ là loại tăng áp i4, dung tích 2.0 lít giúp sản sinh công suất 258 mã lực tại 6.500 vòng trên phút và moment xoắn cực đại 400 Nm từ giải tua 4.400 vòng trên phút. Phiên bản này vẫn sử dụng hộp số tự động 8 cấp nhưng phải mất 5 giây để tăng tốc 100 km/h. Về trang bị, Toyota Supra 2021 tất cả các phiên bản đều được nâng cấp lên màn hình trung tâm 8,8 inch tương thích Apple CarPlay, định vị bản đồ và dàn âm thanh 12 loa, sạc điện thoại không dây và màn hình HD màu. Ghế ngồi lẫn táp lô đều được bọc da đi kèm ốp sợi carbon. Trang bị an toàn trên Toyota Supra 2021 thuộc diện đầy đủ với cảnh báo va chạm trước, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo chệch làn, hỗ trợ tự đánh lái, đèn pha thích ứng, cruiser control thích ứng, cảnh báo điểm mù và cảnh báo va chạm sau. Giá bán của Toyota Supra không phải là một mức giá có thể làm khó nhiều tay chơi Việt, nhưng đây cũng là con số đáng cân nhắc khi đem so sánh với những mẫu xe thể thao trong nước hay cả những mẫu xe nhập khẩu khác. Với 6 tỷ đồng, người mua có thể cân nhắc lựa chọn một chiếc Jaguar F-Type hoặc thậm chí đặt cọc một chiếc Porsche Panamera 4 Sport Turismo.